chuyện tình của hai ta. Người thứ ba xuất hiện làm tình yêu đôi mình tan vỡ. Câu nói mong em hạnh phúc là điều duy nhất anh có thể làm được, cũng là điều cuối cùng anh muốn nói với em lúc này. Khi màn đêm buông xuống, anh ngu ngốc ngây thơ nhận ra liệu rằng tình cảm đó có quá dư thừa với em không. Để khi anh buông bàn tay sẽ đôi câu hứa hôm nào, anh như gục ngã ở nơi thân cùng đau đớn. Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, khi tất cả chân thành giờ là con số không, khi khoảng cách hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mỏi, ngậm ngùi nước mắt hòa cùng cơn mưa. Nhưng thói quen anh làm sao có thể quên về một cô gái cả thanh xuân anh chờ đợi. Đến phút giây này đây anh vẫn không thể tin là mình đã chia tay nhau sau bao năm đậm sâu, làm tan nát cả một bầu trời yêu thương giờ chỉ có nước mắt. Thoáng nghĩ đến thôi mà sao con tim như ngập tràn mảnh vỡ, cả thế giới kia như chẳng còn tồn tại nữa. Hạnh phúc nỡ bỏ rơi anh một mình. Chân thành giờ là con số không, khi khoảng cách hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mỏi, ngậm ngùi nước mắt hòa cùng cơn mưa. Nhưng thói quen anh làm sao có thể quên về một cô gái cả thanh xuân anh chờ đợi. Đến phút giây này đây anh vẫn không thể tin là mình đã chia tay nhau sau bao năm đậm sâu, làm tan nát cả một bầu trời yêu thương giờ chỉ có nước mắt. Thoáng nghĩ đến thôi mà sao con tim như ngập tràn mảnh vỡ, cả thế giới kia như chẳng còn tồn tại nữa. Hạnh phúc nỡ bỏ rơi anh một mình. Đến phút giây này đây anh vẫn không thể tin, đến phút giây này đây anh vẫn không thể tin là mình đã chia tay nhau sau bao năm đậm sâu, làm tan nát cả một bầu trời yêu thương giờ chỉ có nước mắt. Thoáng nghĩ đến thôi mà sao con tim như ngập tràn mảnh vỡ, cả thế giới kia như chẳng còn tồn tại nữa. Hạnh phúc nỡ bỏ rơi anh một mình. Hạnh phúc nỡ bỏ rơi anh.